Chào bà con, tôi là Mai Cô Hùng từ vườn hoa hồng Việt Garden. Tiếp tục cái chủ đề học thuyết 6 con đường để trở thành chuyên gia về hoa hồng của tôi. Bao gồm một là chúng ta hiểu về thời tiết và khí hậu. Yếu tố thứ hai đấy là chúng ta hiểu về giống. Thứ ba là về tưới nước cho hoa hồng. Thứ tư là về trộn đất và giá thể trồng hoa hồng. Thứ năm là về bón phân cho hoa hồng. Và thứ sáu là chúng ta phòng trừ sâu bệnh cho hoa hồng. Thì tiếp tục cái chủ đề thứ năm đấy là bón phân cho hoa hồng. Thì hôm nay thì Hùng sẽ chia sẻ những cái phân bón mà Hùng sử dụng trực tiếp tại vườn hoa hồng Việt Garden. Thế thì trong những video trước thì Hùng có chia sẻ về cái mục tiêu cũng như là cái việc tác dụng của việc bón phân cho hồng, bao gồm là rất là nhiều cái mục tiêu. Và một trong những mục tiêu là chúng ta ngoài cái việc là chúng ta cung cấp dinh dưỡng cho cây hoa hồng, thì một trong những cái mục tiêu rất là quan trọng còn lại đấy là chúng ta nuôi dưỡng cái hệ sinh thái đất, cải tạo đất, nâng cao và giữ gìn được cái độ phì nhiêu của đất, không làm mất đi cái đặc tính sinh lý hóa tự nhiên của đất, cũng như làm không ảnh hưởng đến cái hệ đệm của đất và làm cho đất ngày càng phì nhiêu lên, giữ ẩm tốt, thoát nước tốt và giàu độ mùn, giàu cái hợp chất hữu cơ để nó giúp cho cây có cái điều kiện tốt nhất để nó phát triển. Ngoài ra thì là gì ạ? Nó phải diệt những cái lấm, những vi sinh vật gây hại để phòng trừ một số cái bệnh cho cây. Và ngoài ra thì nó phải có tác dụng nữa là không ảnh hưởng đến con người, không ảnh hưởng đến môi trường, thân thiện với môi trường, không để lại dư lượng là làm cho ảnh hưởng đến cái chất lượng của nông sản, chất lượng của hoa hồng, và nó không gây ô nhiễm nguồn đất, nguồn nước xung quanh. Và tóm lại là nó không ảnh hưởng đến con người và môi trường sống. Thế thì vậy thì là ở tại vườn hoa hồng Việt Garden, thế thì chúng tôi sử dụng những cái phân bón gì để đảm bảo và đạt được tất cả cái mục tiêu đó. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ về một trong những loại phân bón mà tôi đã thay đổi đầu tiên khi tôi chuyển hướng sang cái việc mà trồng hồng bền vững, trồng hồng sạch, trồng hoa hồng hữu cơ. Đấy là tôi có sử dụng cái chế phẩm đỗ tương ngâm do tôi tự sản xuất và tự nghiên cứu, tự sản xuất và ứng dụng cho vườn của mình từ năm 2016 và đến nay đã được hơn 2 năm rồi. Và chia sẻ luôn với tất cả mọi người là gì ạ? Đây, kể từ khi cái thời điểm mà tôi bắt đầu ứng dụng, sử dụng cái phân bón chế phẩm đỗ tương ngâm cho toàn bộ gần 2 hecta tại vườn hoa hồng Việt Garden, thì nó như một cuộc cách mạng và nó thay đổi hoàn toàn cái chất lượng và cái sự sinh trưởng và phát triển của hoa hồng tại vườn hồng của chúng tôi. Nó là một cái bước đệm, một bước nhảy vọt trong quá trình mà chúng tôi trồng và chăm sóc hoa hồng. Nó nâng cao chất lượng và nó làm thay đổi toàn bộ cái sự sinh trưởng phát triển và cũng như là cái độ đẹp của hoa hồng tại vườn của chúng tôi. Phân bón chế phẩm đỗ tương ngâm tại vườn hoa hồng Việt Garden. Thế thì đầu tiên là Hùng có thể giới thiệu một chút về cái đỗ tương, cái đậu tương ấy. Thì các bạn biết là cái cây đậu tương thì hiện nay nó đã quá phổ thông và phổ biến rồi. Đậu tương là một cây, là một loại thực phẩm vô cùng giàu dinh dưỡng. Và các bạn biết là hàm lượng protein có trong đỗ tương là trung bình từ 35 đến 50%. Hiện nay có những cái giống mà nó cái hàm lượng protein mới nó có rất là cao, nó từ 45 đến 50%, còn lại trung bình trên thế giới là từ 36 đến 40% là protein. Và tại Việt Nam thì nghiên cứu của giáo sư Đỗ Tất Lợi hay là một vài cái nghiên cứu khác thì cái hàm lượng protein trung bình đỗ tương được trồng tại Việt Nam là khoảng 38%, tức là trong một cân đỗ tương, một cân hạt đỗ tương thì khoảng 3,8 lạng là protein. Và ngoài ra thì đỗ tương cũng là một cái loại mà nó rất là giàu lipid, tức là giàu chất béo đấy. Thì nghiên cứu cũng cho thấy là
trong đỗ tương là thành phần lipid nó từ 15 đến 22% và trung bình 20%, tức là một cân hạt đỗ tương thì khoảng 2 lạng là lipid. Và ngoài ra thì rất là nhiều những cái thành phần khác nữa, ví dụ như là khoáng chất như là canxi, như là sắt, như là kẽm, như là đồng, vân vân. Thì chính vì thế mà đỗ tương nó được coi là thịt không xương trong tự nhiên. Và người ta thấy rằng là người ta nghiên cứu, người ta thấy rằng là ngay cả thịt bò thì hàm lượng protein trung bình nó cũng chỉ là từ 20 đến 22%. Tức là hàm lượng protein của đỗ tương gần gấp đôi hàm lượng protein có trong thịt bò. Hàm lượng lipid có trong đỗ tương cũng gần như là gấp đôi hàm lượng lipid có trong thịt bò. Ở trong thịt bò khoảng 10 đến 11%, còn trong đỗ tương trung bình là khoảng 20%. Ngoài ra thì đỗ tương cũng rất là giàu những cái thành phần khoáng chất chung và vi lượng khác, ví dụ như là canxi. Thì vì thế mà đỗ tương hiện nay đã ứng dụng rất là nhiều và rộng rãi ở tất cả những cái lĩnh vực trong cuộc sống, ví dụ như là thực phẩm, hóa mỹ phẩm, dược phẩm. Bởi vì trong đỗ tương cũng có rất là nhiều cái thành phần mà có tác dụng chữa bệnh. Thế thì vì thế mà Hùng và Vườn Hoa Việt Garden đã nghiên cứu rất là kỹ và sản xuất ra cái chế phẩm đỗ tương ngâm cho hoa hồng. Thì hiện nay thì Hùng đã sử dụng tại vườn hoa được hơn 2 năm rồi và cho thấy một kết quả rất là tốt và rất là vượt trội. Và kể từ khi mà Hùng ứng dụng cách đây hơn 2 năm cái chế phẩm đỗ tương ngâm vào việc trồng và chăm sóc hoa hồng, thì gần như là Hùng và Vườn Hoa Việt Garden không phải sử dụng cái phân bón hóa học nhiều nữa, và gần như hiện nay thì đã không phải dùng. Thế thì cái tác dụng của cái việc mà chúng ta bón chế phẩm đỗ tương ngâm này cho hoa hồng, đấy là cái dinh dưỡng cung cấp cho cây nó rất là tốt. Cái thành phần mà NPK, tức là đa lượng có trong đỗ tương, nghiên cứu cho thấy là nó rơi vào khoảng 7, theo tỷ lệ là 7:2:2. Ngoài ra thì nó rất là giàu các cái thành phần khoáng chất như là thành phần canxi, rồi magie, rồi sắt, rồi đồng, vân vân. Thì vì thế mà chế phẩm đỗ tương ngâm cung cấp một cái dinh dưỡng rất là toàn diện cho cây hoa hồng. Và ngoài ra thì khi mà Hùng sử dụng những cái công nghệ của Nhật Bản, ví dụ như là men vi sinh, rồi là sử dụng một vài cái loại enzyme để thủy phân cái protein trong cái đỗ tương này, thì người ta nghiên cứu, người ta cho thấy là gì ạ? Các cái protein, trong protein của đỗ tương nó có chứa đầy đủ những cái acid amin cần thiết cho cây trồng đó. Và thậm chí là gì ạ? Những cái acid amin có trong đỗ tương này nó tương đương với những cái acid amin có trong protein của thật, của thịt. Chính vì thế mà như Hùng vừa rồi có chia sẻ là cây đỗ tương nó được coi là hạt đỗ tương ấy, nó được coi là cái thịt không xương trong tự nhiên, là vì như vậy. Thế thì và những cái acid amin này nó có vai trò rất là quan trọng và trong sự sinh trưởng và phát triển của cây hoa hồng. Thì mọi người có thể tham khảo cái livestream đợt trước Hùng có chia sẻ về những cái tác dụng của và vai trò của những cái acid amin đối với cây trồng. Thế thì và có một cái ưu điểm vượt trội của cái chế phẩm đỗ tương ngâm này là những cái dinh dưỡng mà nó cung cấp cho cây hồng nó ở dạng acid amin. Đây là điểm khác biệt riêng có của đỗ tương. Đây là điểm khác biệt mà rất là lớn so với những cái phân bón khác. Bởi vì chúng ta biết là gì ạ? Các cái phân bón tự nhiên khác nó ở dạng là ví dụ như là phân chuồng, nó ở dạng dinh dưỡng rất là khó hấp thụ đối với cây trồng. Thì ở đây thì khi mà Hùng đã sử dụng những công nghệ vi sinh và công nghệ enzyme để thủy phân cái protein có trong cái đỗ tương này thành những acid amin, và cây có thể hấp thụ trực tiếp được mà không cần phải trải qua quá trình tiêu hóa. Vì vậy mà sao ạ? Cái dinh dưỡng này nó rất là hữu dụng đối với cây. Và vì đây là cái phân bón hữu cơ vi sinh, cho nên là cái dinh dưỡng của nó ở dạng rất là dễ hấp thụ. Vì là dinh dưỡng ở dạng hữu cơ, chính vì thế mà các bạn biết là cái liên kết trong hợp chất hữu cơ thì nó rất là bền so với những liên kết trong hợp chất vô cơ. Vì thế mà cái phân bón này mọi người có thể tưới thoải mái, mà nếu mà cây không hấp thụ ngay thì nó cũng không bị bay hơi và bị thất thoát đi nhiều. Vì thế mà mọi người có thể rất là yên tâm khi mà trong việc tối ưu cái việc mà bón phân cho hồng. Ngoài ra thì vì đây là trong đây nó có một cái hệ sinh vi sinh vật sống
vô cùng đa dạng và phong phú. Chính vì thế mà khi mà chúng ta bón vào những cái chậu hoa hồng thì cái hệ vi sinh vật này nó sẽ có tác dụng là làm cải tạo đất. Nó sẽ làm sao ạ? Kết hợp với cái hợp chất hữu cơ có trong chế phẩm đỗ tương ngâm, nó sẽ làm tăng cái độ mùn tự nhiên, tăng cái hợp chất hữu cơ có trong đất, bảo vệ đất, không làm đất bị bạc màu, bị giảm cái độ phì nhiêu, không làm ảnh hưởng đến cái đặc tính sinh lý hóa tự nhiên của đất, không ảnh hưởng đến hệ đệm của đất. Và vì vậy mà nó làm cho nó có chức năng là cải tạo đất vô cùng tốt. Cái hệ vi sinh vật có lợi có trong đây sẽ chuyển hóa những cái dinh dưỡng tự nhiên có trong đất từ cái dạng mà khó hấp thụ sang cái dạng mà dễ hấp thu cho cây trồng. Đó. Chính vì thế mà ngoài ra thì cái hệ vi sinh vật có lợi trong đây nó phát triển khi mà chúng ta tưới cho cây hồng ấy, khi mà nó phát triển mạnh, nó có thể là chiếm lấy không gian và thức ăn của những cái vi sinh vật có hại khác. Vì thế nó cũng có tác dụng là ức chế và giảm thiểu cái số lượng vi sinh vật có hại, và giúp cho cây hoa hồng chúng ta có thể tránh được một số cái bệnh thường gặp ở hoa hồng. Đấy là cái tác dụng mà phòng trừ sâu bệnh và cải tạo đất. Nhưng ngoài ra thì các bạn biết là vì đây là hoàn toàn là từ những cái thành phần hữu cơ tự nhiên. Ví dụ như là gì ạ? Cây ví dụ như là đu đủ này, ví dụ như là đỗ tương này, các cái vi sinh vật có lợi này và các cái enzyme có tác dụng là thủy phân protein có trong đỗ tương. Không có một chút là cái thành phần nào là thành phần hóa học trong đây. Vì thế mà nó hoàn toàn thân thiện với môi trường, không ảnh hưởng đến sức khỏe con người, và rất là thân thiện với môi trường, không làm ô nhiễm môi trường, không ảnh hưởng môi trường, giống như là phân bón hóa học. Thì ngoài ra thì nó cũng có tác dụng là cân bằng cái độ pH trong đất, thì nó không ảnh hưởng đến cái quá trình phát triển, sinh trưởng và phát triển của cây hồng, giống như cái việc mà ảnh hưởng của phân bón hóa học lên đất trồng cây của chúng ta. Thì đấy là Hùng tóm tắt một vài cái lợi ích mà rất là lớn khi mà chúng ta bón cái chế phẩm đỗ tương ngâm này cho hoa hồng. Thế thì ngoài ra thì vì là Hùng sản xuất theo công nghệ vi sinh và enzyme của Nhật Bản, ngoài ra thì áp dụng một vài cái quy trình công nghệ nó rất là tốt. Vì thế mà chế phẩm đỗ tương ngâm hoàn toàn không có mùi gây khó chịu, không có mùi hôi thối, giống như là chúng ta tự ngâm. Vì thế mà nó sẽ không ảnh hưởng đến cái tâm lý và sức khỏe của cái người sử dụng, và nó không ảnh hưởng đến cái môi trường xung quanh. Thì đấy là những cái tác dụng và những cái lợi ích cơ bản nhất, những cái lợi ích mà rất là lớn của cái chế phẩm đỗ tương ngâm này nó đem lại cho cây hoa hồng của chúng ta. Thì Hùng có thể tóm tắt là như vậy. Và mọi người có rất là nhiều những cái phân bón khác, những cái loại phân bón khác có trong tự nhiên cũng rất là tốt, thì Hùng sẽ lần lượt chia sẻ. Và hôm nay thì Hùng chỉ chia sẻ riêng về cái loại phân bón này. Mọi người có câu hỏi gì hoặc là có cái thắc mắc gì có thể liên hệ và hỏi Hùng hoặc là Vườn Hồng Vegarden thông qua các cái kênh Facebook, kênh Zalo, hoặc có thể điện thoại trực tiếp đến số hotline thì Hùng sẽ giúp mọi người giải đáp thắc mắc. Hoặc là nếu mọi người có điều kiện thì có thể đến trực tiếp tại Vườn Hồng Vegarden thì Hùng có thể là gì ạ, đàm đạo và chia sẻ cho mọi người về cái chế phẩm đỗ tương ngâm, về cái loại phân bón rất là thần kỳ này khi mà Hùng sử dụng để cho Vườn Hồng Vegarden. Thì trên đây là tóm tắt một cái loại phân bón hữu cơ vi sinh đầu tiên mà Hùng cũng là cái loại mà Hùng đầu tiên Hùng nghiên cứu và sản xuất ra để ứng dụng cho vườn cây của mình. Thì chúc mọi người sẽ có những cái trải nghiệm tuyệt vời trong quá trình chúng ta trồng hoa hồng. Và mọi người có thể subscribe, theo dõi cái kênh YouTube của Vietgarden để liên tục cập nhật những cái video tiếp theo mà Hùng sẽ chia sẻ lên đó. Và chúc mọi người có những cái kinh nghiệm trồng và chăm sóc cho hoa hồng thật là tốt, và có được vườn hoa hồng như ý. Và xin hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.